Xin chào tất cả các em. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các em chúng ta ghi hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021. Về các hồ sơ cần có cho kỳ dự thi này, các em cần chuẩn bị như sau. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phiếu này chúng ta sẽ nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo. Cái thứ hai, các em sẽ có hai phiếu thông tin, gọi là phiếu số 1 và phiếu số 2. Hai phiếu này về bản chất, nội dung giống như phiếu đăng ký nộp về sở. Phiếu số 1 nhà trường sẽ giữ và phiếu số 2 học sinh sẽ giữ để sau này khi đi dự thi các em mang theo. Và cái phiếu thứ ba đó là phiếu xét công nhận tốt nghiệp. Phiếu này các em ghi thông tin và nộp tại nhà trường và nhà trường sẽ giữ để lưu trữ hồ sơ. Và các phiếu này nói chung về mặt hình thức, cách ghi tương đối giống nhau, đặc biệt là ba phiếu đầu tiên, nội dung hoàn toàn giống nhau. Sau đây, thầy hướng dẫn cho các em cách chúng ta ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp. Nó cũng là cách ghi phiếu số 1 và phiếu số 2. Các em chú ý là khi ghi hồ sơ đăng ký dự thi, các em nên ghi bằng bút bi màu xanh và không được phép tẩy xóa. Lời khuyên là khi ghi bút bi màu xanh thì chúng ta sẽ nhận diện được chữ tốt hơn, nó không bị hòa lẫn vào màu của cái phiếu đã in, thì chúng ta sẽ đọc dễ hơn. Về mã sở ở hai ô trên này, đối với tỉnh Đắk Lắk chúng ta sẽ điền vào là 40, đối với các tỉnh khác thì các em sẽ được thầy cô hướng dẫn. Về số phiếu thì các em không ghi gì hết, phần này là của thầy cô thu hồ sơ, thầy cô sẽ ghi. Về họ, chữ đệm và tên, các em bắt buộc phải viết đúng như giấy khai sinh và chữ in hoa có dấu. Các em phải viết tất cả bằng chữ in hoa có dấu. Về giới tính, các em phải ghi nữ thì ghi số 1, nam thì ghi số 0. Về ngày tháng và năm sinh thì chúng ta sẽ ghi vào các ô này. Nếu ngày tháng năm sinh số nhỏ hơn 10, ngày và tháng mà số nhỏ hơn 10 thì ta điểm số 0 phía trước. Ví dụ tháng 9 thì chúng ta phải ghi số 0 phía trước. Còn năm sinh thì chúng ta sẽ ghi hai số cuối của năm. Thường các em năm nay sinh năm 2003, các em sẽ ghi là 03. Chú ý nhé, nếu tháng nhỏ hơn 10 ta ghi số 0 phía trước. Năm sinh các em ghi hai chữ số cuối của năm. Nơi sinh chúng ta chỉ ghi tỉnh hoặc thành phố. Ví dụ ở Đắk Lắk chúng ta chỉ ghi tỉnh Đắk Lắk thôi. Không có ghi là bệnh viện đa khoa huyện gì hết. Các em chỉ ghi cái tỉnh nơi em đã sinh ra. Về dân tộc thì chúng ta ghi tên dân tộc của mình vào đây. Về số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì các em chú ý là nếu chứng minh nhân dân thì thông thường là có 9 số, thì các em sẽ bỏ 3 ô số đầu tiên đi. Các em bỏ 3 cái ô đầu tiên, các em ghi vào 9 ô cuối cùng. Còn nếu đã là thẻ căn cước công dân sẽ có 12 số thì các em ghi hết vào 12 ô này. Về hộ khẩu, chúng ta chú ý các em có hộ khẩu ở tỉnh thì mã tỉnh của Đắk Lắk là 40, mã huyện giả sử như huyện Buôn Đôn là 13 và mã xã thì các em sẽ được các thầy hướng dẫn trong ban tuyển sinh cung cấp. Ví dụ mã xã Chu Cờ Nia là 01. Thì lúc đó ở phần bên dưới chúng ta sẽ ghi là Đắk Lắk, phẩy Buôn Đôn, phẩy Chu Cờ Nia, như thế này là được. Không cần phải ghi thêm tỉnh, huyện, xã, nó làm rối rắm thêm. Và thầy nhắc lại, các cái mã này các em cần hỏi thầy cô trong ban tuyển sinh để thầy cô hướng dẫn một cách chi tiết. Thông thường đối với các xã thuộc huyện Buôn Đôn, Chu Cờ Nia, E3, E Hoa, v.v. thì các mã xã tương ứng là như thế này. Nếu các em ở huyện khác, xã khác thì các em cần hỏi thầy cô trong ban tuyển sinh để được cung cấp mã chính xác. Nếu các em có hộ khẩu ở tại tỉnh Đắk Lắk thì toàn bộ tỉnh Đắk Lắk chúng ta được xem là khu vực 1. Nếu em đã có hộ khẩu trên 18 tháng tại tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta được viện tích vào đây. Về xã đặc biệt khó khăn thì cái này các em phải hỏi thầy cô trong ban tuyển sinh để chúng ta tra cứu chính xác xã của chúng ta có được hưởng chế độ là xã đặc biệt khó khăn hay không, thì nếu có thì chúng ta mới tích vào đây. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em ghi các thông tin ở mục A, mục thông tin cá nhân. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của mục A,
đó là nơi học trung học phổ thông tương đương. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi tên trường, tên huyện, tỉnh. Đó, các em chỉ ghi nhé, tên trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phẩy Buôn Đôn, phẩy Đắk Lắk. Em lưu ý rằng là cái ô này nó không có nhiều, chúng ta không cần phải ghi chữ huyện, chữ tỉnh, mất thời gian. Tương ứng như thế, các em sẽ điền mã tỉnh ở đây và mã trường ở ba ô đằng sau. Thì mã tỉnh của Đắk Lắk là 40, mã trường của chúng ta là 069. Nếu các bạn ở trường khác thì các em cần hỏi thầy cô trong ban tuyển sinh để lấy đúng mã. Tương tự, năm học lớp 11 chúng ta điền mã, năm học lớp 12 chúng ta điền mã. Chú ý các em phải khai báo chính xác thông tin về trường trong từng năm học. Có bạn là năm học lớp 10 học ở một trường khác, ở huyện khác thì chúng ta cũng phải ghi đúng thông tin như thế này. Về tên lớp 12 chúng ta ghi ở đây, ví dụ 12B1. Số điện thoại các em cần phải ghi chính xác số điện thoại có thể liên lạc được, luôn luôn liên lạc được. Vì trong hồ sơ của các em luôn có sự cố, các thầy cô trong ban tuyển sinh luôn cần phải liên lạc được với các em để hỗ trợ cho các em cần cung cấp một số điện thoại chính xác và thường trực liên hệ được. Tương tự như thế, họ tên, điện thoại, địa chỉ, người liên hệ, các em cần cung cấp họ tên này, ví họ thường là họ tên bố hoặc họ tên mẹ, không có ghi cả hai, không cần phải ghi cả hai nhé, chỉ ghi họ tên bố hoặc mẹ thôi, số nhà, thôn, xã, huyện, tỉnh, chúng ta ghi thật chính xác vào đây. Ở mục B, thông tin đăng ký dự thi. Nếu các em có ngoài việc xét tốt nghiệp ra, các em có dự thi đại học hoặc là cao đẳng sư phạm, tức là cao đẳng ngành giáo viên ấy, thì các em tích vào đây. Đó. Chỉ những bạn nào có thi đại học hoặc cao đẳng sư phạm ngành giáo viên thì mới được tích vào đây. Ở đây chúng ta có hai cái hình thức học chính, một là học chương trình trung học phổ thông, hai học trung tâm giáo dục thường xuyên. Nếu các em học ở chương trình trung học phổ thông thì các em tích dấu X vào đây. Ở phần thí sinh tự do này thì bạn nào đã tốt nghiệp năm trước hoặc là chưa tốt nghiệp năm trước mà thi lại thì chúng ta mới tích một trong hai ô này. Còn các bạn đang học là không tích vào mục 11. Về dự thi tại hội đồng thi, các em chú ý là hội đồng thi chính là tên sở giáo dục. Hội đồng thi là tên sở giáo dục và đào tạo của tỉnh mà các em đang học. Về mã hội đồng chính là cái mã tỉnh. Ví dụ mã tỉnh Đắk Lắk là 40. Về nơi đăng ký dự thi là nơi mà chúng ta nộp hồ sơ. Đối với các bạn đang học ở trường trung học phổ thông, các em sẽ nộp tại trường đó. Nên chúng ta sẽ ghi tên trường, có thể ghi thêm tên tỉnh và ghi mã trường của mình ở đây. Còn một số em mà thí sinh tự do thì các em nộp ở đâu thì các em ghi địa chỉ ở đó. Về đăng ký bài thi môn thi thì các em bắt buộc phải đăng ký bài thi môn toán, bắt buộc phải có môn ngữ văn. Chú ý ở phần ngoại ngữ không phải đánh dấu X mà các em sẽ đánh cái môn mà các em sẽ thi. Ví dụ các em thông thường là thi tiếng Anh thì chúng ta viết là N1. Các em thi môn tiếng khác thì em phải căn cứ ở trên hướng dẫn này để tích vào tương ứng. Về đăng ký tổ hợp bài thi, các em chỉ được phép thi một trong hai tổ hợp hoặc khoa học tự nhiên là môn lý hóa sinh hoặc khoa học xã hội là môn sử địa giáo dục công dân. Thì ví dụ các em thi môn tổ hợp lý hóa sinh, các em chỉ được tích ở đây, không được tích ô bên kia. Đối với cái môn thi thành phần này chỉ có các bạn mà thí sinh tự do thôi thì mới chọn. Còn bạn nào mà đang học trung học phổ thông chưa tốt nghiệp, chưa thi tốt nghiệp lần nào thì chúng ta không tích vào mục B này. Các em nhớ nhé, các em mà chưa tốt nghiệp, chưa thi tốt nghiệp lần nào không tích vào mục B. Chỉ có bạn thí sinh tự do thì các bạn ấy có nhu cầu mới tích vào. Về phần đăng ký miễn thi ngoại ngữ thì cái này các em cần phải có cái chứng chỉ ngoại ngữ hoặc là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế này nọ, thì bạn nào có thì chúng ta ghi thông tin vào đây và ghi điểm thi vào ô này. Ta ghi tên chứng chỉ vào đây, ghi loại chứng chỉ hoặc là ghi vào ô này. Thì thường rất là ít, không nhiều bạn có cái này. Tiếp theo là phần cam đoan xác nhận. Thì các em chú ý là dán ảnh 4x6 vào đây. Chúng ta phải dùng đúng ảnh 4x6 nhé. Chúng ta dán vào đây. Về
Phần mục bên phải đây thì chúng ta sẽ khai báo là lớp, nếu mà các em đang học trung học phổ thông. Lớp thì chúng ta sẽ đi với trường. Thì các em chỉ dừng khai báo ở đây là được, không ghi ở phần này. Còn đối với các bạn thí sinh tự do thì mà chúng ta không có đang học ở trường lớp nào nữa thì chúng ta không ghi phần tên, chúng ta lại ghi ở dưới là cư trú xã phường. Về ngày tháng là ngày tháng mà các em sẽ nộp hồ sơ, ví dụ là ngày 25 tháng 4 năm 2021, và các em sẽ ký vào đây. Còn phía bên này là ngày tháng để cho hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường ký đóng dấu, hoặc là trưởng công an xã phường ký đóng dấu, thì chúng ta tuyệt đối không được ghi vào đây, không được ký vào đây nhá. Chúng ta chỉ được ký ở bên phần chữ ký thí sinh. Phần này thì tương đối đơn giản, không có gì khó khăn. Về phần C thì đối với mục C, bạn nào đang học trung học phổ thông chưa thi tốt nghiệp thì chúng ta không tích vào mục 16 này. Cái này là dành cho các bạn đã từng thi tốt nghiệp, các bạn ấy đã thi và muốn bảo lưu điểm thì chúng ta mới ghi. Còn các em đang học thì không ghi vào mục này. Ở mục D thì thông tin dùng để xét tuyển vào đại học cao đẳng, thì các em chú ý mục này là bạn nào có thi đại học hoặc cao đẳng sư phạm thì mới tích ghi. Bạn nào chỉ thi tốt nghiệp thôi, thi tốt nghiệp 12 thôi là về, không làm gì nữa, thì các em không cần ghi vào mục D này. Chỉ bạn nào có thi đại học cao đẳng và có đối tượng ưu tiên tương ứng thì ghi. Ví dụ em được hưởng ưu tiên là số 1 thì em sẽ khoanh tròn tại chỗ 01 này, và các em ghi vào bên phải đây là 01, đối tượng ưu tiên 1, đối tượng ưu tiên 2 gì đó, ta ghi vào đây. Về khu vực tuyển sinh thì các em cần phải hỏi thầy cô trong ban tuyển sinh để được hướng dẫn. Ví dụ ở tỉnh Đắk Lắk thì khu vực tuyển sinh của tỉnh Đắk Lắk chính là khu vực 1. Các em khoanh tròn vào chữ KV1 và ghi số 1 vào ô đây. Việc vừa khoanh tròn vừa ghi số nhằm giảm thiểu sự nhầm lẫn mà thôi. Các em nhé, phải khoanh tròn và ghi ký hiệu ở ô vuông bên phải. Về năm tốt nghiệp, chúng ta tốt nghiệp năm nào chúng ta ghi năm nấy. Chúng ta năm nay là tốt nghiệp năm 2021, các em điểm đây 2021. Thì mục 20 và 21 thì chỉ dành cho các bạn là thí sinh tự do, thí sinh đang học liên thông, đã tốt nghiệp trung cấp cao đẳng muốn liên thông lên, thì cái mục này bạn nào đang học trung học phổ thông thì không cần quan tâm. Như vậy, vừa rồi thầy đã hướng dẫn xong cho chúng ta ghi một số thông tin từ mục 17 đến mục 21 của mục D. Ở trong mục D này có một phần quan trọng nữa, đó là cái phần đối tượng ưu tiên. Thì nói chung về đối tượng ưu tiên thì thường là có hai nhóm chính, đó là ưu tiên 1 được cộng 2 điểm và ưu tiên 2 được cộng 1 điểm. Đối với ưu tiên 1 thì các em cần phải tra trên cái website của Bộ Giáo dục về cái văn bản về đối tượng ưu tiên. Ví dụ như là đối tượng ưu tiên 1 là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn. Đó. Tức là nếu em là người học sinh dân tộc thiểu số và em có dự thi đại học, cái việc ưu tiên này là chỉ dành cho các bạn có thi đại học thôi nhé. Nếu em là người dân tộc thiểu số mà có dự thi đại học thì em là người đối tượng ưu tiên 1. Em được hưởng chế độ ưu tiên 01, đại loại là như thế. Và để được hưởng chế độ ưu tiên, các em cần photo giấy khai sinh, photo không cần công chứng nhé, và có hộ khẩu, photo công chứng cái hộ khẩu của mình nữa để minh chứng. Các bạn chú ý nhé, các bạn là người dân tộc thiểu số này, có thi tuyển vào đại học hoặc là cao đẳng sư phạm đó, thì các em cần photo thêm giấy khai sinh, hộ khẩu công chứng để chúng ta làm chế độ ưu tiên. Về mục cuối cùng đó là mục 21 là phần nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng sư phạm. Thì năm nay có thêm một điều đặc biệt là các em được phép đăng ký trực tuyến. Và điều này có một lợi thế này là các em được thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định này. Có nghĩa là các em thay đổi thoải mái trong cái thời gian mà Bộ Giáo dục cho phép. Đó. Chứ còn nếu các em xét tuyển bằng phiếu sẽ rất là rườm rà. Các em muốn thay đổi các em phải viết lại phiếu.
Do đó, lời khuyên là các em nên tập đăng ký nguyện vọng bằng xét tuyển trực tuyến. Việc rất dễ, thầy cô sẽ trong ban tuyển sinh sẽ cung cấp cho em mật khẩu tài khoản để đăng nhập. Các em chỉ việc đăng nhập vào và sau đó chúng ta đăng ký ngành, mã trường, mã ngành, môn thi xong. Rất là đơn giản thôi các em ạ. Đó. Nếu các em có hai nguyện vọng mà các em không đăng ký trực tuyến mà xét tuyển bằng phiếu thì chúng ta sẽ tích vào chỗ bằng phiếu. Còn em đã xét trực tuyến thì các em chỉ tích vào trực tuyến và phần còn lại em không cần quan tâm. Nếu trực tuyến thì bỏ phần còn lại, còn nếu bằng phiếu thì bỏ trực tuyến. Và giả sử nếu bằng phiếu thì các em lại phải tự vào các website của các trường đại học để chúng ta lấy được cái mã trường, lấy được cái mã ngành, tên ngành chúng ta muốn học và mã tổ hợp môn. Ví dụ ở đây là trường Đại học Tây Nguyên, mã ngành của ngành y đa khoa, mã tổ hợp là B00 là môn lý hóa sinh. Tương tự một cái ngành khác, ví dụ ngành điều dưỡng như thế này. Thế làm sao để lấy được các thông tin này thì các em hãy vào trong các website của các trường, website chính thống và mục tuyển sinh. Ví dụ vào website tuyển sinh.ttn.edu.vn của trường Đại học Tây Nguyên, các em sẽ thấy được cái giao diện cung cấp về phần tuyển sinh của nhà trường như thế này. Và các em chú ý là nếu các em mà xét học bạ, đối với các trường hợp mà các em xét tuyển đại học bằng hình thức học bạ thì chúng ta không ghi cái nguyện vọng vào hồ sơ của chúng ta. Nếu những cái bạn nào mà xét tuyển bằng hình thức học bạ thì chúng ta không ghi vào cái hồ sơ này. Nhắc lại đó là các em nên luyện tập để đăng ký xét tuyển trực tuyến. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn. Và sau này các em sẽ được thay đổi nguyện vọng trực tuyến nữa. Và nếu các em làm trực tuyến này, nó tiết kiệm nhiều thời gian và lại được thoải mái thay đổi nguyện vọng. Mình suy nghĩ chưa thấu đáo, hôm sau mình thay đổi vẫn được. Rất là ưu việt so với xét tuyển bằng phiếu. Và các em cần phải tìm thông tin trên các website của các cái trường ở mục tuyển sinh. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các em cách chúng ta ghi hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Chúc các em ghi hồ sơ chính xác, sạch sẽ và đậu đại học như ý muốn. Xin chào các em.